Thi hay không thi thì sau chiều ngày hôm nay đã ngã ngũ, Khánh cũng như nhiều sĩ tử lớp 12 đã có thể chuyên tâm vào ôn thi trong mấy ngày nước rút cuối cùng, bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tổ chức kỳ thi đúng như kế hoạch ban đầu. Cả một năm qua của em chính là một cả một quá trình học tập và rèn luyện. Và sau khi đã học tập rèn luyện đủ lâu rồi thì em nghĩ rằng có lẽ cũng đã đến lúc mà hội em nên kết thúc được cái đợt thi này để cho có thể nhẹ nhàng bản thân hơn ạ. Con nhà tôi thì cháu đăng ký vào 3 trường thuộc top đầu. Mà 3 cái trường này thì cái việc xét tuyển của họ là dựa trên cái cơ sở điểm của bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đấy. Cho nên cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này nó rất quan trọng. Phải dự thi thì mới có điểm để làm cơ sở để xét tuyển. Nhiều gia đình băn khoăn về việc tổ chức hai đợt thi liệu có ảnh hưởng đến kết quả của thí sinh, đặc biệt là dùng để xét tuyển vào đại học. Dự tính được điều này, các trường đại học sẽ phải có phương án tuyển sinh phù hợp với những học sinh thi đợt sau. Làm dự báo tốt để lại dự phòng cái chỉ tiêu tuyển sinh đấy. Để khi mà các cái vùng mà họ bị dịch mà phải thi tuyển lại sau thì họ vẫn còn có con có cơ hội, con có chỉ tiêu để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh ở những cái vùng đấy. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng với các tỉnh, thành phố sẽ phân luồng và giãn cách thí sinh ra sao để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em và người nhà. Cái nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên vị trí số 1. Có thể chúng ta sẽ chấp nhận một cái phương án thi không hoàn hảo để đổi lấy cái sự thành công trong việc chống dịch và dập dịch COVID-19. Ngày 9, 10 tháng 8, khoảng 900.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tốt nghiệp và làm cơ sở để xét tuyển vào đại học. Số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp ở tâm dịch Đà Nẵng là gần 11.000 người, còn ở Quảng Nam là hơn 16.500 người.